Muốn với nhưng không chạm được vào bất cứ ai. Muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thiên làm sớm bên tai. Đây sẽ đêm hay ngày trong mấy tháng này vẫn.